Chào mọi người, tôi là Đai Đai Hại Thận. Hôm nay sẽ kể cho các bạn câu chuyện về một tên vô lại xx cả mẹ và con gái. Câu chuyện bắt đầu nam chính của chúng ta đang lái chiếc BMW lúc nói chuyện điện thoại với vợ. Nam chính là một tên vô lại, công việc của anh ấy chính là lái xe, đuổi đi những người dân không chịu dỡ bỏ nhà khỏi khu quy hoạch. Hôm đó anh lại đau đầu vì có người dân không chịu chuyển đi. Anh tắt điện thoại chuẩn bị lái xe đi dạy dỗ người dân đó một trận. Ý định bị GPS hỏng rồi, sau đó vì không chú ý một trận bang, anh hình như đã đâm phải một cái gì đó. Ô thì ra là người dơ mà thôi, anh thở nhẹ ra một hơi. Anh tiếp tục hành trình của mình không có GPS, nam chính thực sự rất thống trị. Nhưng mà không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Lái A, đột nhiên một con chim bay về phía xe BMW. Nam chính vì né tránh cứ như vậy đâm xuống vách đá. Thật không hiểu tại sao lại phải tránh con chim chứ. Sau khi tỉnh lại, anh phát hiện bản thân mình vẫn chưa chết, mà là bị một gia đình ở dưới núi cứu được. Người chồng nói với nam chính anh đã hôn mê 2 ngày rồi. Sau khi hai người nhàn rỗi nói chuyện một chút, nam chính cầm điện thoại lên, muốn gọi điện thoại cho người trên núi cầu cứu nhưng điện thoại hết pin rồi. Thế là anh hướng hai vợ chồng mượn điện thoại, nhưng hai người lại nói bọn họ không có dùng điện thoại. Anh lại hỏi bọn họ có nhìn thấy chiếc xe BMW của anh không, bọn họ cũng nói không có. Sau đó thuận tiện giới thiệu con gái và con trai của mình để anh quen biết. Tiếp đó nam chính miễn cưỡng đứng dậy đi ra khỏi cửa. Anh nói với bọn họ bản thân mình muốn rời khỏi. Người chồng lại nói trước tiên ăn bữa cơm đã, nếu không anh sẽ không có thể lực. Nam chính muốn nói không nhưng cơ thể của anh lại rất thành thật. Cứ như vậy nam chính quyết định trước tiên ăn cơm xong rồi mới đi. Sau khi ăn no uống say, nam chính liền muốn rời đi. Người chồng rất tốt bụng còn đưa nam chính đến chân núi mới rời đi. Sau đó nam chính bắt đầu đi qua đi lại. Anh vẫn là trở về nơi cũ cuối cùng, bởi vì không đủ thể lực liền ngã xuống một cái hố. Còn đem chân của mình ngã gãy. Sau 3 lần 7 lượt anh thử trèo lên nhưng lại không thành công. Cho đến buổi tối, đúng lúc anh nghĩ bản thân sắp không được rồi, anh bị cô con gái tìm được tìm thấy. Cứ như vậy nam chính lại được cứu trở về. Sau khi xử lý xong vết thương, lúc chuẩn bị đi ngủ, chuyện kỳ lạ phát sinh rồi. Nam chính lại ở cùng một gian phòng với hai vợ chồng. Cái gì? Âm thanh mắng yêu của hai vợ chồng làm cho nam chính khó mà ngủ được. Nửa đêm việc càng kỳ lạ hơn lại phát sinh rồi. Cô con gái vùng trộm gọi tỉnh nam chính, cô đưa anh đến một gian phòng. Cô cầm ra một cái điện thoại cho anh. Anh hỏi cô con gái tại sao cha cô lại lừa anh. Cô không nói gì, chỉ là muốn nam chính bỏ mật mà thôi. Nam chính gọi điện thoại cầu cứu, muốn cảnh sát lập tức đến đây cứu anh. Sau đó cùng với cô con gái nhàn rỗi nói chuyện. Cô con gái nói với nam chính con muốn rời khỏi đây, hy vọng có thể đến KL làm thuê nhưng cha cô không cho. Cô hy vọng nam chính có thể giúp cô. Nam chính đáp ứng rồi sau đó. Anh ta muốn rồi. Âm thanh một trận nôn khan phá hỏng đi chuyện tốt của bọn họ. Ồ thì ra là người cha đang nôn khan. Hôm sau mới sáng sớm, người chồng đã đưa theo con trai và con gái đi ra đồng. Chỉ lưu lại nam chính và người vợ ở nhà giặt quần áo. Cô nam qua nữ, anh ta muốn rồi. Ai ra con trai đột nhiên chạy trở về phá hỏng chuyện tốt của bọn họ. Buổi tối nam chính bị một cơn ác mộng làm tỉnh, thế là anh lại chạy đi gọi điện thoại. Sau khi gọi xong điện thoại, anh đi ngang qua nhà tắm. Ông người vợ đang tắm, anh ta không nhịn được nhìn thêm một lát. Vào hôm sau giống như mọi hôm sáng sớm, người cha đã đem theo con trai và con gái đi ra đồng. Nam chính bắt đầu tám chuyện với người vợ, nói a. Người vợ nói mình muốn đi nhà bếp chuẩn bị một ít đồ ăn cho anh ăn. Hai người đi đến phòng bếp, anh ta muốn rồi. Làm a. Ai ra một màn này bị cậu con trai nhìn thấy, kỳ lạ là cậu con trai không có nói lộ ra mà trong lúc ăn cơm luôn cố ý vô ý hù dọa nam chính. Sau khi ăn trưa xong, nam chính một mình ngồi ở sàn trước cửa nhà. Anh phàn nàn con mẹ nó cảnh sát tại sao lâu như vậy vẫn chưa tới. Lúc này cậu con trai đi đến, cậu nói với anh, tôi sẽ không nói ra chuyện của ông và mẹ tôi, nhưng tôi muốn một khoản phí bịt miệng. Nam chính thân là tên vô lại, lần đầu tiên anh bị người khác uy hiếp, anh ta rất không vui. Anh muốn dạy dỗ cậu con trai nhưng chân của anh bị gãy rồi. Sau đó cậu con trai nói ông không muốn cho tôi cũng không vấn đề gì, vậy thì ông giúp tôi giết cha tôi đi. Cái gì muốn tôi giết cha của cậu, các người rốt cuộc là ai? Tiếp đó cậu con trai lại nói ông tự mình nghĩ đi, tại sao ông lại trùng hợp như vậy, được chúng tôi cứu tại sao trùng hợp rơi xuống hố như vậy? Nếu như ông muốn sống sót thì phải giết ông ta. Nam chính một mình đi đến sau núi, anh phát hiện ra cái vỏ cốc Starbucks mình uống trước khi bị đâm xe. Anh biết BMW nhất định ở gần đây. Anh tháo ra bằng gạc ở chân lúc anh dự định đi tìm chiếc BMW. Người chồng cầm theo con dao đi đến gần hỏi anh muốn đi đâu. Anh ta liền nói, ồ lúc nãy tôi nhìn thấy có con chó đang gặm cái cốc cà phê của tôi. Tôi thấy xe BMW của tôi chắc ở gần đây. Lúc này mặt của người chồng bắt đầu biến hóa. Anh ta hỏi nam chính có phải anh đã làm sai cái gì nên vội rời khỏi đây. Nam chính đương nhiên đánh chết cũng không nhận. Buổi tối không hiểu gia đình đang bái tế cái gì. Người vợ ở một bên khóc còn cô con gái lại không có biểu cảm gì. Cô con gái kéo cổ áo của nam chính, hai người đi đến căn phòng nhỏ đó. Cô nói nam chính biết cô có biện pháp có thể rời khỏi đây, nhưng muốn nam chính đem cô cùng đi. Nam chính đồng ý nhưng mà cô không tin. Thế là nam chính đưa cho cô cái nhẫn của mình làm tín vật. Sau đó nam chính hỏi cô các người có phải có chuyện gì giấu tôi. Cô con gái không trả lời, chỉ là ôm nam chính khóc lớn. Nam chính an ủi cô một lúc, liền tiếp tục muốn dùng gậy thịt của mình an ủi cô. Ai ra lúc này cậu con trai xông vào điên cuồng đánh nam chính một trận.
đánh A Nam Chính ngất đi rồi. Lúc tỉnh lại phát hiện bản thân đã bị nhốt lại. Sau một đêm cửa cuối cùng cũng mở ra. Nam Chính giả vờ ngủ thực ra đã sớm có chuẩn bị. Một nhát dao đâm vào mới phát hiện bản thân mình đã đâm vào người vợ. Đúng lúc muốn rời đi cậu con trai xuất hiện rồi hai người đánh nhau. Từ nhà đến khu rừng cuối cùng Nam Chính vẫn là nhìn hơn một chút. Đánh ngất cậu con trai thành công trốn thoát. Anh đến bên dòng suối rửa mặt Âu, cô con gái đột nhiên xuất hiện ở sau lưng anh. Cô cầm theo con dao muốn đâm anh ta, nhưng cuối cùng bị đâm ngược trở lại. Anh bắt đầu chạy trốn nhưng thể lực không đủ nên bị ngất đi. Lúc tỉnh lại nhìn thấy người chồng, bởi vì trong lòng có tật giật mình anh cầm lên hòn đá bên cạnh, nhưng đều bị người chồng nhìn thấy một lời không nói. Anh bật máy cưa lên liền tấn công về hướng Nam Chính, nhưng mà Nam Chính có ánh sáng của Nam Chính cuối cùng người chồng bị loại bỏ. Sau tất cả những khó khăn, Nam Chính cuối cùng cũng đến được trường học của cô con gái, nhưng anh tìm rất lâu đều không tìm thấy người. Anh bắt đầu có chút suy sụp tinh thần, lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh là hét của cậu con trai. Anh trốn lại, sau đó nhân lúc cậu con trai không chú ý, chạy ra khỏi trường học đi đến một khu rừng khác. Anh nhìn thấy chiếc xe BMW của mình, anh nghĩ một chút, liền mở cốp xe ra cầm cây gậy muốn quay lại báo thù. Kỳ lạ là anh nhìn thấy người vợ, người chồng và cô con gái đã chết. Anh trốn đến một phòng học, nhìn thấy trên tường có một bức ảnh, bắt đầu nghĩ đến một số chuyện. Thì ra cô con gái trước đây từng đến công ty của anh phỏng vấn. Anh nhìn thấy người ta thanh thuần liền hiếp người ta. Sau sự việc đó cô con gái liền tự sát. Con người chồng là do anh dùng phương pháp cưỡng chế, lấy đi chỗ đất mà người ta dùng để mưu sinh. Còn cậu con trai vốn chỉ là một shipper đưa thức ăn. Trong một lần đưa thức ăn cậu bị Nam Chính đâm vào sau đó bỏ mạng. Cuối cùng chính là người vợ cô ta nợ anh một khoản tiền không có tiền trả. Kết quả bị Nam Chính dùng thuốc mê rồi cưỡng bức, sau đó liền treo cổ tự sát. Nam Chính hướng bọn họ tạ lỗi, nhưng mà ai sẽ bỏ qua người đã hại chết mình. Giơ tay lên lưỡi dao xuống, Nam Chính hét lớn một tiếng. Thì ra là một ác mộng. Nam Chính rất vui vẻ, anh đi đến giữa đường hét lớn. Dinh 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 dinh, điện thoại vang lên trúng thưởng lớn. Là một người dân cầu xin Nam Chính đừng ép họ chuyển nhà đi. Lúc này Nam Chính dường như động lòng trắc ẩn, nhưng rất nhanh phần tâm lý này đã biến mất, anh từ chối người dân đó. Bang một tiếng, Nam Chính bị một chiếc xe đâm chết. Câu chuyện kết thúc. Thiện ác cuối cùng vẫn có báo, không phải không báo mà là đến lúc. Được rồi, hôm nay câu chuyện đến đây là kết thúc. Mời các bạn nhấn like và theo dõi page.